À, khác ở bệnh viện huyện Thạch Thất. Xin mời kết nối với bệnh viện huyện Thạch Thất. Em xin kính chào thầy cô và quý anh chị ở các điểm cầu ạ. Sau đây em xin trình bày bệnh án hội chẩn của Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất ạ. Một phần hành chính, bệnh nhân nam 64 tuổi, dân tộc Kinh, vào viện ngày 4 tháng 11 năm 2021. Hai phần chuyên môn, một lý do vào viện, đau tức thượng vị, khó thở. Bệnh sử, cách nhập viện 3 ngày, bệnh nhân xuất hiện đau tức vùng thượng vị, đau âm ỉ liên tục, không lan, kèm theo khó thở nhiều, khó thở ra, ho ít, ho khan, không đau ngực, đại tiểu tiện bình thường, không nôn, không ợ hơi ợ chua, ở nhà đã dùng thuốc theo đơn ngoại trú không đỡ. Tối ngày 4 tháng 11, bệnh nhân đau bụng thượng vị, khó thở tăng, vào viện. Tiền sử bản thân, suy tim rung nhĩ, bệnh cơ tim phì đại, phát hiện cách đây 1 năm, điều trị thường xuyên theo đơn ngoại trú của Bệnh viện Ninh Bình. Coveram 50g nhân 1 viên, Pranilat nhân 1 viên, Acenocoplan 1 mg nhân 1 viên, Calicloris 600 mg nhân 2 viên. Tiệm đã tiêm đủ 2 mũi vaccine Verocell cách 20 ngày, không có tiền sử dị ứng. Tiền sử gia đình khỏe mạnh. Khám lâm sàng lúc vào viện, bệnh nhân tỉnh tiếp xúc được, khó thở Ni Ha2, thể trạng trung bình, cân nặng 60, cân nặng 56 kg, cao 1m62, BMI 20,2, da niêm mạc kém hồng, không phù, không xuất huyết dưới da, tuyến giáp không to, hành ngoại vi không sờ thấy, mạch 102 lần trên phút, huyết áp 107 trên 80, nhịp thở 25, SpO2 94, nhiệt độ 36 độ 8, chắt vát 2 điểm, Hamlet 4 điểm. Khám bộ phận mỏm tim đập ở khoang liên sườn 6, đường ngoài đường giữa đòn trái 1 cm, tim loạn nhịp hoàn toàn, không có tiếng thổi tâm thu. Khám các cơ quan hô hấp, lồng ngực cân đối, di động theo nhịp thở, phổi thông khí rõ, răn ẩm hai đáy. Các cơ quan khác chưa phát hiện bất thường. Về cận lâm sàng vào ngày mùng 4 thì bạch cầu 11,1, mà bạch cầu đa nhân trung tính 59,9, tiểu cầu 121. Xét nghiệm sinh hóa máu, ure 12,9, creatinine 153, AT 226, ALT 199. X quang tim phổi của ngày mùng 4 tháng 11 ạ. Điện tim của ngày mùng 4 ạ. Thì có hình ảnh rung nhĩ tần số 95 lần trên phút, block nhánh phải không hoàn toàn, T âm ở V5 V6. Siêu âm tim của ngày mùng 4 tháng 11 thì cấu trúc tăng âm trong vùng thất trái, nghi ngờ huyết khối, giãn toàn bộ các vùng tim. Đây là siêu âm của ngày mùng 4 tháng 11 ạ. Chiếu mổ bụng lúc vào là gan kích thước dọc dọc gan phải 135 mm, gan trái 95 mm, nhu mô thô, khoang gan thận có dịch dày 17 mm, khoang lách thận có dịch dày 28 mm, cùng đồ có dịch dày 40 mm. Chẩn đoán lúc vào viện là theo dõi sơ gan, suy tim, rung nhĩ, suy thận, điều trị furosemide 20 mg nhân một ống tiêm tĩnh mạch chậm, omevin 40 mg nhân một ống tiêm tĩnh mạch chậm, vinhepa 500 mg nhân một ống tiêm tĩnh mạch chậm. Đến 7 giờ 00 phút ngày 5 tháng 11, bệnh nhân tỉnh, mệt nhiều, khó thở, tĩnh mạch cổ nổi hai bên, đau tức nhiều thượng vị, vã mồ hôi, tay chân lạnh, tiếng tim mờ, mạch quay khó bắt, mạch cảnh mạch bẹn bắt được, phổi răn ẩm rải rác hai bên, bụng chứa nhẹ, gan lách, gan dưới bờ sườn 1 cm, mật độ mềm, mạch 85 lần trên phút, nhịp thở 33 lần trên phút, huyết áp trên monitor không đo được, SpO2 không bắt được, thể tích nước tiểu là 5 ml trên 9 giờ. Cận lâm sàng, đây cận lâm sàng ngày mùng 5 tháng 11 là bạch cầu 14,2, tiểu cầu 98, khí máu thì có tình trạng toan chuyển hóa. Ure thì 14,5, creatinine 212, kali 5,95, natri 133. X quang tim phổi ngày mùng 5 tháng 11 đây. Điện tim đây ạ. Điện tim rung nhĩ tần số 98 lần trên phút, ngoại tâm thu thất, T âm ở V5, V6, ST hiện chưa biến đổi. Chẩn đoán là theo dõi sốc tim, theo dõi nhồi máu cơ tim cấp, tăng kali máu, suy tim sung huyết, bệnh cơ tim giãn, rung nhĩ, suy thận cấp, xơ gan. Điều trị đặt catheter tĩnh mạch trung tâm, natri clorid 0,9% nhân 2 chai truyền tĩnh mạch 200 ml trên giờ, canxi clorid 0,5 mg nhân 2 ống, pha với 10 ml nước cắt tiêm tĩnh mạch chậm, insulin Novorapid nhân 10 đơn vị, pha với 100 ml glucose 20% truyền tĩnh mạch trong 30 phút, dobutamine 250 g nhân 1 ống pha với natri vừa đủ 50 ml. Bơm tiên điện 20 microgram trên kg trên phút, chỉ liều theo lâm sàng. Natri bicarbonate 1,4% trên 250 ml nhân 2 chai, truyền tĩnh mạch 200 ml trên giờ. Furosemide 20
mg nhân 2 ống tiêm tĩnh mạch chậm, Lovenox 40 mg nhân 1,5 bơm tiêm dưới da, đặt sông dẫn lưu bằng quang theo dõi nước tiểu. Sau xử trí 1 giờ, bệnh nhân tỉnh, đỡ đau bụng thượng vị, đỡ khó thở, chân tay ấm. Mạch 110 lần trên phút, huyết áp 130/80, SpO2 99, nhịp thở 19. Sau xử trí 3 giờ, bệnh nhân tỉnh, chất xúc tốt, mạch 105 lần trên phút, huyết áp 120/80, SpO2 98, nhịp thở 21 lần trên phút. Thể tích nước tiểu là 1.800 ml trên 3 giờ, đỡ đau bụng, đỡ khó thở, phổi còn rải rác ran ẩm hai bên, xử trí tiếp tục duy trì dobutamin. Đến ngày 6 tháng 11, bệnh nhân tỉnh, đỡ khó thở, không đau ngực, tứ chi ấm không phù, đỡ đau tức thượng vị, tim loạn nhịp hoàn toàn, phổi còn rải rác ran ẩm hai đáy, mạch 99 lần trên phút, huyết áp 120/80, SpO2 96, thể tích nước tiểu 2.500/24 giờ, dừng vận mạch lúc 20 giờ, điều trị natri clorid nhân 2 chai truyền tĩnh mạch 50 ml/giờ, furosemide 20 mg nhân 2 ống tiêm tĩnh mạch 8 giờ, Lovenox nhân 1,5 bơm tiêm dưới da, Omevin nhân 1 lọ tiêm tĩnh mạch chậm, Dioxin 0,5 mg nhân 1 lọ tiêm tĩnh mạch chậm. Ngày 7 tháng 11, bệnh nhân tỉnh, chất xúc tốt, da niêm mạc hồng, không đau ngực, tứ chi ấm không phù, tim loạn nhịp hoàn toàn, không đau tức thượng vị, phổi còn ran ẩm hai đáy, mạch 98 lần trên phút, huyết áp 120/87, SpO2 96, nhiệt độ 36.7, thể tích nước tiểu 1.800 ml/24 giờ, điều trị duy trì là furosemide 20 mg/20 lít nhân 2 ống tiêm tĩnh mạch chậm, Omevin 40 mg nhân 1 lọ tiêm tĩnh mạch chậm, Covaxin 5 mg nhân 1 viên uống, Syndrome nhân 40 mg nhân 1 viên uống sau ăn tối. Câu hỏi bọn em đặt ra là: 1. Chẩn đoán và điều trị ở bệnh nhân này đã hợp lý chưa? 2. Cần làm xét nghiệm gì thêm để chẩn đoán và theo dõi điều trị? 3. Vấn đề ức chế men chuyển và chẹn beta giao cảm dùng như thế nào? Digoxin có vai trò như thế nào khi bệnh nhân ra viện? 4. Theo dõi và điều trị bệnh nhân ngoại trú như thế nào ạ? Em xin hết ạ. Vâng, cảm ơn các bạn ở Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất. Xin mời thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Xuân Tú sẽ tư vấn cho các bạn. Dạ, cảm ơn, em xin cảm ơn Ban Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội và cũng kính chào các anh chị ở các đầu cầu. Cảm ơn bác sĩ Lan đã cho chúng ta một cái bệnh án rất là hay và rất là cẩn thận và tỉ mỉ. Đầu tiên tôi muốn hỏi bác sĩ Lan là bác sĩ Lan và các anh chị ở Bệnh viện Thạch Thất ấy, chúng ta có thấy sau cái bệnh nhân này chúng ta rút được kinh nghiệm gì không ạ? Bác sĩ Lan, tôi muốn hỏi là các anh chị có rút được kinh nghiệm gì trước ở bệnh nhân này không, hay là chúng ta thấy rằng bệnh nhân này chúng ta đã xử lý như thế là cũng đã rất là tốt rồi, thì tôi muốn hỏi ý kiến các anh chị trước. Vâng. Sau khi chúng ta sẽ tư vấn. Dạ. Sau. Vâng. Dạ vâng, em xin kính chào thầy Tú ạ. Và dạ vâng, sau qua khi xử trí và điều trị ở bệnh nhân này thì bọn em cảm thấy là bệnh nhân đáp ứng rất là tốt ạ. Sau một ngày thì bệnh nhân đã thoát sốc ạ và hầu như là đã đỡ đau tức thượng vị rất là nhiều ạ. Và đến hôm nay thì bệnh nhân hầu như là không đau tức thượng vị nữa và hôm nay thì đã có chỉ định ra viện ạ. Vâng, cảm ơn bác sĩ Lan. Nhưng mà cái này thì có kinh nghiệm như này, tại vì đây là một cái bệnh nhân chúng ta thấy rằng là một cái bệnh nhân 64 tuổi. Bệnh nhân đã có tiền sử là bệnh cơ tim phì đại và chúng ta không biết là chuẩn đoán từ đâu. Chúng ta chỉ biết là khai thác của Bệnh viện Ninh Bình, bệnh nhân có bệnh cơ tim phì đại và dung nhĩ suy tim và đang dùng Coram cộng với cả Aceronco và lợi tiểu, đúng không ạ? Và đợt này bệnh nhân, các chị thấy rằng là trước bệnh nhân vào viện 3 ngày ấy, bệnh nhân có một cái dấu hiệu là đau vùng thượng vị nhưng mà không buồn nôn, không nôn, đúng không ạ? Và chúng ta thấy rằng là bệnh nhân khó thở nhiều. Như vậy thì cái chính của bệnh nhân vào đợt này là một cái đợt cấp của một cái suy tim mãn tính. Và cái đấy nó biểu hiện bằng phía sau, các anh chị thấy rằng chúng ta siêu âm tim, chúng ta thấy rằng là toàn bộ cái chức năng tim của bệnh nhân giảm, đúng không? Buồng tim giãn và thành tim của bệnh nhân không dày. Như vậy chắc chắn là đây là một cái bệnh nhân có tình trạng tim từ trước. Như các anh chị để ý, bác sĩ Lan cho tôi xem cái chuẩn đoán lúc vào viện, cái triệu chứng lúc vào viện. Và triệu chứng vào viện là một cái tình trạng khó thở và khó thở kèm khó thở nhiều và kèm theo đau bụng vùng thượng vị, thì chắc chắn là bệnh nhân có tình trạng ứ trệ. Và chúng ta nhìn thấy rằng là cũng may là các anh chị đã xử lý rất là kịp thời, là bệnh nhân này chúng ta thấy, bác sĩ Lan cho tôi xem lại cái xét nghiệm, bệnh nhân vào viện trong tình trạng suy tim, chúng ta thấy rằng là cái creatinine bệnh nhân là 100. Chúng ta thấy rằng là lúc đầu tiên vào thì bệnh nhân này là một cái bệnh nhân mà chúng ta thấy creatinine 153, ure là 12,9 và cái kali của bệnh nhân là lúc đấy có 4 mấy thôi. Và chúng ta thấy rằng troponin T bệnh nhân có hơi cao một chút và NT-1P là hơn 1000. Nhưng mà sau đó thì chúng ta để ý xem bệnh nhân càng khó thở và chúng ta chỉ cho bệnh nhân lợi tiểu. Và sau 9 tiếng theo dõi, đúng không ạ, chúng ta thấy rằng bệnh nhân đi tiểu có 50 lít. Tức là sau 9 tiếng và đến 7 giờ sáng sau chúng ta thấy bệnh nhân khó thở. Và các anh chị, nếu anh chị tinh ý một chút thì các anh chị nhìn cái khí máu lúc vào viện đấy ạ. Cho tôi xem cái khí máu lúc vào viện. Các anh chị nhìn thấy khí máu lúc vào viện là chúng ta thấy pH là 7,53, BSO2 là 14,2, 14,8, PO2 là 132 và chúng ta thấy HC3 trừ là 12,4, khoảng trống Andong của chúng ta 18. Là chúng ta thấy rằng ở rõ ràng khí máu chúng ta thấy có vấn đề là bệnh nhân thở rất là nhanh và nông, và bệnh nhân này đang có tình trạng là kiềm hô hấp. Vì
Nhưng cách nhìn kỹ lại thì chúng thấy rằng HC3 trừ thấp và khoảng trống adenom cao, tức là bệnh nhân đang toan chuyển hóa và bệnh nhân bù bằng kiếm góp. Và như vậy thì nếu chúng ta tích cực, chúng ta xử lý ngay từ đầu. Với chúng tôi thì chúng tôi có thêm một cái xét nghiệm nữa, đó là cái xét nghiệm LATAT để chúng ta tiên lượng bệnh nhân. Và bệnh nhân này có mấy hôm trước bệnh nhân có khó thở và chúng ta nghe phổi thì có ít gian đầm và vào viện thì bạch cầu cao và CB là 36. Thì có hai cái, thứ nhất là đợt cấp của suy tim mất bù, cái thứ hai là chúng ta thấy rằng là bệnh nhân có tình trạng viêm phổi kèm theo hay không. Và sau chúng ta thấy rằng sau 9 tiếng bệnh nhân không đi tiểu được thì lập tức cái creatinine bệnh nhân lên là 200. Lan tiếp tục chuyển lại cái và chúng ta thấy là sau 9 tiếng chúng ta thấy là creatinine 212 và lúc này chúng ta thấy kali là 5,9. Và lúc đấy thì tôi phải đồng ý với các anh chị là các anh chị có một cái biện pháp, đó là chúng ta nâng huyết áp lên đã. Khi các anh chị thấy rằng là trong cái đợt cấp, nếu các anh chị theo dõi cái chương trình điều trị suy tim CME của Bệnh viện Tim Hà Nội thì chúng tôi có một bài suy tim cấp. Và trong suy tim cấp thì các anh chị đánh giá xem là bệnh nhân có hai thể, bệnh nhân vào viện trong tình trạng là tưới máu và tình trạng ứ trệ tuần hoàn hay không, là xem bệnh nhân có tình trạng là ấm ẩm. Bệnh nhân này vào viện lúc đầu tiên là giai đoạn ấm, tức là huyết áp ổn nhưng mà ẩm, và chúng ta thấy rằng sau một thời gian chúng ta kiểm soát và chúng ta bệnh nhân chuyển sang giai đoạn là lạnh và ẩm, là giai đoạn rất là nặng, và các anh chị đã truyền dobutamine để nâng được độ huyết áp bệnh nhân lên, và chúng ta có thuốc để giảm cái kali xuống bằng cách là chúng ta dùng insulin để kéo kali vào, chúng ta có lợi tiểu, chúng ta có canxi và chúng ta có natri bicarbonate. Và sau đó thì chúng ta thấy rằng sau 3 tiếng bệnh nhân tiểu được 1,8 lít và bệnh nhân đáp ứng tốt, thì đây là cái rất là tốt. Và chúng ta thấy rằng pH bệnh nhân lúc đấy chúng ta sau cái thời gian chúng ta cấp cứu thì pH bệnh nhân xuống là 7,2. Lan cho tôi xem cái pH. Chúng ta thấy rằng là sau hôm sau đấy, đúng không ạ, 7,26, và PCO2 chúng ta thấy là 11,1 và POC là 116, và chúng ta thấy khoảng trống adenom là 30, tức là bệnh nhân đang toan rất là nặng, và chúng ta bù lại toan thì bệnh nhân đáp ứng tốt. Như vậy thì đấy là một cái dấu hiệu tiên lượng rất là sớm, đó là đợt cấp của một cái suy tim mất bù. Và các anh chị nhìn thấy rằng bệnh nhân này có một cái dấu hiệu là men gan tăng cao và kèm theo là cái tiểu cầu thấp. Và nếu mà chúng ta nhìn thấy cái điện tim thì là bệnh nhân là một cái dung nhĩ mà trục trái, kèm theo là có tăng cánh thất trái rất là nhiều. Và như vậy thì chúng ta tìm nguyên nhân của cái suy tim mất bù này, nó là cái nguyên nhân gì? Nó là cái trên cái nền nó là bệnh mạch vành, và chúng ta sẽ sau khi tình trạng ổn định chúng ta sẽ phải tìm nguyên nhân của nó để chúng ta điều trị cái bệnh mạch vành. Và các anh chị đã điều trị cái suy tim đáp ứng tốt, tuy nhiên thì sau khi chúng ta thấy rằng chúng ta có rất nhiều bài suy tim thì khi anh chị kiểm soát được tình trạng ứ dịch của bệnh nhân và huyết áp vẫn nâng lên thì chúng ta bắt đầu gối thêm các thuốc để điều trị kiểm soát, như là chúng ta thấy rằng là tùy theo mức độ suy thận chúng ta sẽ dùng kháng aldosterone, chúng ta sẽ dùng các thuốc ức chế men chuyển, ức chế thụ thể hoặc là acne, chúng ta sẽ thêm cái liều chạy beta giao cảm liều thấp, và chúng ta sẽ dùng cái thuốc ức chế thụ thể SGLT2 là thuốc điều trị suy tim thế hệ mới. Trường hợp này thì các anh chị thấy rằng là các anh chị đã điều trị được cái anh chị dùng chống đông là dùng Centrum thì ok, và cái chống đông của bệnh nhân anh chị thấy rằng lúc đầu tiên vào IR là 2,14 là ok. Thì nếu mà bệnh nhân có điều kiện thì chúng ta có hai phương án, một là chúng ta duy trì, hai là chúng ta sẽ chuyển sang dùng NOAC để chúng ta kiểm soát, và tùy theo mức độ cầu thận thì chúng ta sẽ chọn các NOAC phù hợp. Và trường hợp này thì nếu trường hợp cấp thì chúng ta phải khởi đầu, nếu mà dung nhĩ nhanh thì các anh chị bắt buộc chỉ có dùng dicoxin. Chúng ta có thể dùng dicoxin ống hoặc là viên tùy theo cái mức độ nhịp của bệnh nhân để chúng ta kiểm soát. Và sau đó thì các anh chị duy trì các đánh giá bệnh nhân trên lâm sàng bệnh nhân để chúng ta quyết định dùng các thuốc tiếp theo. Lan cho tôi xem cái câu hỏi cuối cùng ạ. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là sau khi mà bệnh nhân ra viện ngoại trú rồi thì anh chị phải tìm nguyên nhân của cái, vậy thì các anh chị phải xác định xem là đợt cấp mất bù này là gì, có phải bệnh nhân dùng một số thuốc chống viêm giảm đau, hay là bệnh nhân sử dụng, hay là bệnh nhân vào đợt cấp của một cái tình trạng viêm phổi, hay là một cái đợt cấp của một cái thuốc nam thuốc bắc gì đó và ảnh hưởng lên, hay là bệnh nhân bỏ thuốc hay không. Và cái thứ hai, các anh chị phải tìm nguyên nhân của cái suy tim này có phải là kèm theo cái bệnh hội chứng của bệnh mạch vành mãn tính hay không, để chúng ta kiểm soát và chúng ta duy trì các biện pháp như là kiểm soát nhịp tim, kiểm soát tần số tim, chúng ta điều trị các thuốc lợi tiểu, các thuốc kéo dài tiên lượng cuộc sống, đó là các thuốc acne hoặc là những cái thuốc mà ức chế thụ thể SGLT2 và thuốc chống đông. Thì đấy là những cái mà chúng ta thấy rằng chúng ta cần phải theo dõi. Thì với cái tình trạng với cái tư vấn của tôi như thế thì không biết là các anh chị ở bệnh viện Thạch Thất hoặc là bác sĩ Lan có ý kiến gì thêm không ạ? Thưa anh, là bọn em muốn hỏi một cái là cái siêu âm tim hôm ngày mùng 5 bọn em làm ấy, thì ở vùng đỉnh tim có một cái
giống như cái huyết khối ấy, thì bọn em muốn hỏi là xem cái đấy có phải là huyết khối không ạ? Và cái đấy có phải là cái nguyên nhân để gây ra sốc tim ở đấy không ạ? Nguyên nhân sốc tim ở đây là các bạn phải nhớ rằng đây là đợt cấp của suy tim mất bù. Chúng ta nói là đợt cấp của suy tim mất bù đây không phải sốc tim. Và chúng ta thấy rằng là vì chúng ta sau khi chúng ta cho dobutamine, bệnh nhân nâng độ huyết áp lên thì cái huyết áp tốt, nó tưới máu cho thận tốt thì bắt đầu thận có nước tiểu, bệnh nhân tiểu được và lúc này thì chúng ta thấy rằng gan bắt đầu nhỏ lại. Có thể cái thời điểm khám ấy là bệnh nhân khó thở nhiều, chúng ta nhiều khi chúng ta sờ gan rất là khó. Với chúng tôi, với kinh nghiệm chúng tôi thì có máy siêu âm tại giường, chúng tôi nhìn ngay được là cái cung lượng tim bệnh nhân như nào, tĩnh mạch chủ dưới ra sao, và chúng tôi siêu âm được phổi để chúng ta đánh giá xem bệnh có dịch màng phổi hay là các B-line để đánh giá trong tình trạng ứ dày dịch ở phổi hay không. Thì cái đấy thì các anh chị đã học ở bệnh viện tim Hà Nội chúng tôi đã giải thích rồi. Tuy nhiên thì nhìn kỹ cái siêu âm tim thì nhiều khi cũng khó. Thực ra với bệnh nhân này chúng ta thấy rằng chức năng buồng tim rất giãn và thành tim mỏng và chưa biết là cái vùng mỏng tim như tôi đã nói rồi, tức là bệnh nhân này có một cái dung nhĩ mà trục trái, có tăng gánh thất trái và có ST có T âm từ V4 đến V6. Như vậy thì chúng ta chưa loại trừ được là bệnh nhân có bệnh lý về mạch vành và cái vùng mỏng tim vô động hay không. Và đương nhiên vô động đấy thì nó chúng ta điều trị cũng bệnh nhân cũng tốt, sau 3 ngày 4 ngày thì bệnh nhân đáp ứng cũng tốt. Tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng đấy là những cái tip, những cái gọi là những cái kinh nghiệm để các anh chị thấy rằng chúng ta đứng trước bệnh nhân thì chúng ta sẽ điều trị nó một cách nó chủ động và nó sẽ linh hoạt hơn. Vâng, cảm ơn bác sĩ Nguyễn Xuân Tú. Các bạn đồng nghiệp ở bệnh viện Thạch Thất có ý kiến gì nữa không ạ? Dạ, bọn em không có thêm ý kiến gì ạ. Bọn em cảm ơn các thầy cô ạ. Các đồng nghiệp có ý kiến gì không? Dạ, bọn em không có ý kiến gì thêm ạ. Bọn em cảm ơn các thầy cô ạ. Cảm ơn các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái bệnh án cuối cùng. Xin kết nối với Bệnh viện Đa khoa huyện Mỹ Đức. Thầy cô ạ.